bây giờ mình đi phòng hôn của Tiến được không? Đây, thì tuyến thượng thận nha, tuyến thượng thận là một cái vùng nằm ở phía trên thận của em. Và tuyến thượng thận này chủ yếu là nó sẽ tiết ra những cái hormone, mà những cái hormone này nó sẽ có vai trò giống như là một chất cấp cứu. Ví dụ là tuyến thượng thận nó sẽ bao gồm hai loại là tuyến thượng thận và vỏ thượng thận. Thì tuyến thượng thận tiết ra adrenaline là một chất là gì? Tăng nhịp tim, tăng sức cơ bắp cơ tim, nghĩa là nó tăng khả năng hoạt động của tim. Cái thứ hai là nó còn có khả năng lớp vỏ thượng thận thì nó có khả năng tiết ra nhóm hormone corticoid. Thì vai trò của nhóm corticoid này là nó sẽ phân bố lại đường nó sẽ tập trung đưa lên vùng não và tim để cung cấp năng lượng bảo vệ hai cơ quan này, cho hai cơ quan này hoạt động. Nên là cái nhóm hormone của tuyến này người ta mới gọi là nhóm có khả năng tiết ra những hormone có vai trò là cấp cứu. À, rồi thì ở đây nha, đầu tiên là trong tuyến thượng thận thì đây là cấu trúc của tuyến thượng thận. Nha, đây là cấu trúc của tuyến thượng thận. Thì trong tuyến thượng thận nó sẽ có bao gồm hai loại là tuyến thượng thận và vỏ thượng thận. Thì tuyến thượng thận nó sẽ tiết chủ yếu là adrenaline. Rồi còn adrenaline thì mình biết rồi, nó là một cái hormone của cường giao cảm nha. Rồi còn lớp vỏ thượng thận thì nó sẽ có ba lớp, là lớp vỏ ngoài, lớp vỏ giữa và lớp vỏ trong. Thì lớp vỏ ngoài nó có khả năng tiết ra mineral corticoid. Đây là một cái hormone mà có vai trò trong sự chuyển hóa nước và điện giải, và chủ yếu của nó là giữ muối, giữ nước, giữ điện giải nè, giữ muối, giữ nước. Rồi lớp vỏ giữa thì nó có khả năng tạo ra cái glucocorticoid, thì vai trò của nó là trong sự chuyển hóa glucid, rhodic và lipid. Và lớp vỏ trong thì nó có khả năng tiết ra androgen, một ít estrogen và progesterone, nó có vai trò trong hệ sinh sản và đặc điểm giới tính. Thì khi mà chúng ta nghe nói đến nhóm hormone corticoid, có nghĩa là chúng ta muốn nói đến cả mineral corticoid lẫn glucocorticoid, được không em? Nha, rồi. Thì ở đây nha, đầu tiên chúng ta sẽ coi một xíu về sơ lược về hormone của tuyến thượng thận. Thì cái người đầu tiên mà mô tả được cái bệnh liên quan tới vỏ thượng thận đó là Thomas Addison. Nên là hiện nay cái bệnh lý mà suy tuyến thượng thận đó, người ta gọi đó là bệnh lý Addison, để được nhớ tới cái người đầu tiên được tìm ra nha. Sau đó thì người ta nhận thấy đó là dịch tiết tuyến thượng thận khi tiêm thì có khả năng làm cho con chó cắt bỏ tuyến thượng thận có khả năng sống sót. Nên là từ đó người ta mới tiến hành nghiên cứu cái dịch tiết này, và người ta tìm ra được bốn chất có khả năng duy trì sự sống, trong đó có deoxy, corticosteroid và cortisol nha. Sau đó người ta còn phát hiện ra thêm cái tác dụng viêm khớp của cortisol, và hiện nay thì người ta đã tổng hợp được nha, hiện nay người ta đã tổng hợp được hoặc là bán tổng hợp bằng các cái con đường hóa học nha. Right. Thì hiện nay có khoảng 400 glucocorticoid bán tổng hợp mới được ra đời, và hiện nay là chủ yếu là người ta sẽ tiến hành thay đổi, nghiên cứu biến đổi các cái cấu trúc lý hóa, mục đích là để làm cho thuốc của chúng ta nó có hoạt tính glucocorticoid mạnh và giảm hoạt tính mineralocorticoid để làm giảm mất tác dụng phụ. Bây giờ về cấu trúc nha, thì cái bài mà học môn của tuyến thượng thận này nên nhớ tập trung vào cấu trúc nha. Đề thi của phần này nó sẽ hỏi rất là nhiều về cấu trúc. Nó hỏi về cấu trúc, nó hỏi về bản tổng hợp, nó hỏi về tính chất, về liên quan cấu trúc tác dụng. Được chưa? Đầu tiên nha, là đây là một cái hormone nó có cấu trúc là dehydroxyglobenphenagen, hay nó còn gọi tắt là khung sterile hoặc là khung vô năng. Có nghĩa là nó có 4 vòng ngưng tụ với nhau, trong đó có 3 vòng 6 và 1 vòng 5. Rồi, nhưng mà thường là trong cấu trúc của các cái corticoid thì lúc này chúng ta sẽ có thêm các cái nhánh thế cũng là 4 vòng ngưng tụ với nhau, nên nó sẽ có thêm một số cái nhánh thế. Ví dụ là đặc biệt là nó sẽ có nhánh thế ở trên vị trí carbon số 17, nhà carbon số 17 thường là chúng ta sẽ gắn thêm vào đó một cái nhánh etin, một cái gốc etin. Nên cái khung này người ta gọi là khung retinal, và đây là khung cơ bản của hầu hết tất cả các cái corticoid. Nhà khung retinal là khung cơ bản của hầu hết tất cả các cái corticoid. Rồi thì trong bốn cái vòng của chúng ta thì trong đó cái vòng A, cái vòng D nó đứng với nhau như thế nào không quan trọng, nhưng trong đó chúng ta phải chú ý đến vòng B và vòng C. Hai vòng này nó phải đứng ở vị trí trên với nhau nha, hai vòng này nó phải đứng ở vị trí trên thì lúc này nó mới có tác dụng. Còn nếu nó chuyển qua vị trí xích thì nó sẽ không có tác dụng. Có nghĩa là nếu nó chuyển thành cái cấu trúc mà bốn vòng ngưng
tụ giống với lại kháng sinh của nho citrulline là bốn vòng mà đứng thẳng với nhau á, thì nó sẽ không còn tác dụng hậu môn nha. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nha, là trong cấu trúc của chúng ta, trong cấu trúc của corticoid nó có nhiều carbon phốt phối, và carbon phốt phối này nằm ở đâu? Nó nằm ở điểm ngưng tụ giữa các cái vòng nha. Carbon phốt phối nó sẽ nằm ở điểm ngưng tụ giữa các cái vòng, nên là trong tiêu chí kiểm nghiệm của nhóm này chúng ta sẽ kiểm thêm một cái chỉ tiêu, đó là đúng rồi, năng suất quay cực. Và bình thường cơ thể của chúng ta hàng ngày nó sẽ tổng hợp ra khoảng tầm được 20mg cortisol sử dụng cho hàng ngày, và cái nồng độ đỉnh của nó là cái tuyến của chúng ta nó sẽ sản xuất nhiều nhất vào buổi sáng. Nên là khi sử dụng thuốc tốt nhất là chúng ta nên uống vào buổi sáng, trùng với thời điểm mà tuyến thượng thận của chúng ta sản xuất ra nhiều hormone nguồn nhất, như vậy nó mới không gây ra các cái rối loạn nha. Rồi bây giờ cái thứ nhất, cái thứ hai là nếu phân loại theo, và nếu phân loại corticoid thì người ta sẽ phân loại theo hai cách. Cách thứ nhất là phân loại theo chức năng, cách thứ hai là phân loại theo cấu trúc. Thì phân loại theo chức năng người ta sẽ chia ra thành hai nhóm, đó là mineral corticoid và glucose corticoid. Thì mineral corticoid là tác dụng của nó chủ yếu trên chuyển hóa muối và điện giải, muối nước và điện giải. Còn glucose corticoid thì nó có vai trò trong chuyển hóa glucid, lipid và protein. Đó là cách phân loại theo chức năng. Nhưng mà trong hóa dược thì người ta ưu tiên sử dụng cái cách phân loại theo cấu trúc. Thì nó sẽ chia ra được là ba nhóm cấu trúc. Đó thứ nhất là gì? Đó là cấu trúc deoxy-11 steroid. Có nghĩa là nó sẽ có khung steroid nhưng tại vị trí số 11 nó không có nhóm hydroxy. Cái thứ hai là nó có cấu trúc là gì? Oxy-11 steroid, tức là tại vị trí carbon số 11 nó có nhóm hydroxy. Cái cấu trúc thứ ba là ngoài vị trí carbon số 11 thì tại vị trí carbon số 17 nó có thêm một nhóm hydroxy nữa. Thì nó được có cấu trúc là gì? DOC-11-17 steroid. Rồi, cái giờ này đã chưa các em? Thì chỗ này nè, nha. Ở đây á thì cái nhóm hydroxy ở vị trí số 11 nha, nó là tăng tác động trên glucose corticoid nha. Muốn có tác động glucose corticoid thì bắt buộc phải có nhóm hydroxy ở vị trí số 11. Do đó mấy em thấy cái deoxycorticosterone nó không có tác dụng glucose corticoid, nó chỉ có tác động mineral, bởi vì tại vị trí 11 không có nhóm hydroxy. Rồi cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là càng nhiều nhóm hydroxy thì tác động glucocorticoid càng mạnh. Có nghĩa là cái DOC-11-17 steroid nó sẽ có tác động glucocorticoid mạnh nhất. Còn cái corticosterone là nó có tác động trung gian. Được chưa? Nhưng mà càng nhiều nhóm hydroxy thì nó lại là cho cấu trúc kém bền. Được chưa em? Càng nhiều nhóm hydroxy thì nó sẽ làm cho cấu trúc càng có tính glucose, càng có hoạt tính glucose còn tinh huyết mạnh. Nhưng mà quá nhiều nhóm hydroxy thì nó sẽ làm cho cấu trúc của chúng ta kém bền. Được chưa? Nên là khi mà chúng ta biến đổi cấu trúc để tạo ra các cái dưỡng chất mà nó có hoạt tính glucose còn tinh huyết thì chúng ta nhớ chú ý đến số lượng nhóm hydroxy. Rồi các em, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như mà tại vị trí số 11 thay vì nhóm hydroxy chúng ta chuyển nó thành nhóm seso hoặc là nhóm acid, có nghĩa là những cái nhóm chất có khả năng chuyển thành nhóm hydroxy thì nó vẫn có tác dụng nha. Nhưng mà nó chỉ có tác dụng với đường dùng trong, xin lỗi các em, thay bằng nhóm seto chứ nhóm acid tự nhiên một carbon rồi nha, thay bằng nhóm seto thì nó vẫn có tác dụng, nhưng nó chỉ có tác dụng khi mà chúng ta sử dụng bằng đường dùng trong, ví dụ như là đường uống hoặc là đường tiêm chẳng hạn. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng như vậy thì cái nhóm seton khi vào trong cơ thể nó sẽ bị khử để chuyển thành nhóm hydroxy, thì nó cho ra tác động glucose cộng tinh huyết. Còn nếu như chúng ta muốn sử dụng bằng đường dùng ngoài, ví dụ như chúng ta muốn sử dụng bằng đường là đường tại chỗ, ví dụ như dạng bôi hoặc là dạng tiêm hoặc là dạng xịt tại tay rồi á, theo xin lỗi dạng bôi hoặc là dạng xịt á, thì với những dạng đó chúng ta chỉ có thể sử dụng cái cấu trúc mà có vị trí nhóm hydroxy tại vị trí số 11 nha, nhóm hydroxy. Rồi, và ngoài ra, ngoài cái nhóm hydroxy ở vị trí carbon số 17 các em, ngoài việc là nó làm tăng hoạt tính kháng viêm thì cái nhóm hydroxy này nó còn làm tăng hoạt tính chống thấp khớp. Nên các em thấy những cái kháng viêm mà chúng ta sử dụng trong điều trị viêm khớp thì thường là nó sẽ thuộc nhóm DOC 11-17 steroid.
được chưa? Nha, nó thuộc nhóm dioxin 11 phải steric. Rồi, bây giờ mình đi vào quá trình sinh tổng hợp nha. Thì sinh tổng hợp á, bình thường trong cơ thể của chúng ta, tuyến thượng thận nó sẽ tổng hợp cái hormone steric này từ nguồn nguyên liệu đó là cholesterol. Được chưa? Nó sẽ tổng hợp cái corticoid này từ nguyên liệu là cholesterol. Và từ cholesterol nó trải qua rất là nhiều giai đoạn thì nó sẽ chuyển thành cái chuyển đầu tiên nó chuyển thành cái khung retina, sau đó nó chuyển thành gì? Nó gắn thêm nhóm hydroxy để chuyển thành cái retinolol. Rồi từ đó nó sẽ tạo thành cái aldosterone và cortisol. Và để chuyển thành aldosterone và cortisol thì nó phải nhờ sự có mặt của các cái enzyme. Ví dụ như chúng ta muốn gắn nhóm hydroxy vào vị trí carbon số 17 thì chúng ta nhờ enzyme gì? Enzyme 17 alpha hydroxylase. Hoặc muốn gắn thêm nhóm hydroxy vào vị trí số 11 thì chúng ta nhờ enzyme 11 beta hydroxylase, có nghĩa là phải nhờ sự có mặt của các enzyme thì nó mới gắn được nhóm hydroxy chọn lọc lên từng vị trí nha. Rồi, vậy thì trong thiên nhiên thì người ta trước đây người ta điều chế bằng cách là gì? Bằng cách là người ta chiết xuất từ dịch của tuyến thượng thận bò. Nhưng mà cái cách làm như vậy là hiệu suất rất thấp. Em thấy thay vì như nãy bên insulin là mình thấy từ 300 kg tụy và thu được 89 g insulin là mình đã thấy thấp rồi. Nhưng mà bên này nó tính bằng cái gì em? Ở bên này nó tính bằng miligam. Có nghĩa là cái phương pháp này người ta ít sử dụng. Tại vì cái thượng thận nó còn nhỏ hơn cái tụy rất là nhiều các em nha. Nên á, là cái phương pháp này, nếu sử dụng phương pháp này có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng không độ giá thành nó cực kỳ cao. Nên là hiện nay chủ yếu là người ta sử dụng cái phương pháp bán tổng hợp. Vì sao? Vì đơn giản này, người ta chỉ cần lấy những cái khung mà khung gì? Khung steran á. Khung steran là những cái chất trong thiên nhiên, nó có rất là nhiều chất, nó có khung steran. Ví dụ các cái axit mật hoặc là gì? Hoặc là những cái dưỡng chất mà saponin hoặc là steroid hoặc là những cái alkaloid mà nó có cấu trúc là steric. Thì những cái chất đó có rất là nhiều trong thiên nhiên. Vậy bây giờ mình chỉ cần lấy những cái chất đó, sau mình làm gì? Mình chọn ra được cái khung steric, sau đó mình chỉ cần gắn vào các cái nhóm thế cần thiết là mình sẽ ra được công ty cuối nha. Như vậy nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Thì đây là một số cái cách bán tổng hợp của chúng ta. Ví dụ là người ta sẽ bán tổng hợp từ cái gì? Acid deoxycholic riboflavin hoặc là stimasterone. Nhưng mà thường để tổng hợp từ những cái nguồn nguyên liệu này nè, nó trải qua muốn tạo ra được collagen, muốn tạo ra được corticoid, nó trải qua rất là nhiều giai đoạn. Ví dụ từ acid deoxycholic muốn tạo được cortisol chúng ta phải trải qua 26 giai đoạn. Hoặc là gì? Từ hypoglycemia thì chúng ta phải trải qua 19 giai đoạn. Có nghĩa là trải qua số lượng giai đoạn rất là nhiều nha. Nhưng mà cái hiệu suất nó tăng lên rất là nhiều. Ví dụ như là cái phương pháp của Kaplan á, thì nó sẽ làm gì? Từ cái nguyên liệu là acid deoxycholic khoảng tầm 630 kg thì chúng ta có thể thu được 1 kg cortisol nha. Như vậy hiệu suất cao rồi nha. Rồi hoặc là gì? Hoặc là từ 1000 kg men thì chúng ta sẽ thu được 3-4 kg corticosteroid nha. Tại vì thông thường thì cái lượng này chúng ta sử dụng cũng không có nhiều nha. Rồi cái cách thứ hai nha là chúng ta bán tổng hợp từ stimasteron. Thì ở đây này, cái cách bán tổng hợp của chúng ta là như thế này em. Đầu tiên đây là cấu trúc của stimasteron thì nó thiếu cái gì so với lại cái cortisol? Nó thiếu một cái nhóm hydroxy ở vị trí carbon số 3. Nhóm thế ở vị trí carbon số 17 thì lúc này mình mạch nhánh của nó quá dài. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn chuyển từ cái này thành cái cortisol, đầu tiên chúng ta gắn thêm nhóm hydroxy, sau đó chúng ta cắt bỏ cái mạch nhánh đi. Sau khi cắt bỏ cái mạch nhánh thì cái cắt bỏ mạch nhánh thì chúng ta thấy cấu trúc của steron tại vị trí carbon số 7 nó phải là nhóm ceton gắn liền với nhóm glutamen. Vậy thì chúng ta phải tìm cách làm sao? Chúng ta phải gắn vào trong cái cấu trúc một nhóm chất nó có khả năng là nó có khả năng chuyển thành nhóm ceton. Thì thông thường là dễ nhất là chúng ta sẽ gắn nhóm gì? Đúng rồi, gắn nhóm axit. Rồi, sau khi gắn nhóm axit muốn chuyển nó thành nhóm rượu thì đầu tiên chúng ta phải chuyển nó thành cái dẫn chất mà dễ tham gia phản ứng hơn, đó chính là dẫn xuất của axit halogenic. Sau đó chuyển nó thành cái dẫn chất đi
sau khi chuyển thành những chất diamin, chúng ta cho cái amin này phản ứng với một cái rượu là chúng ta sẽ ra dạng este. Thủy phân dạng este thì chúng ta sẽ cho ra cái nhóm rượu. Đây là cái cách bán tổng hợp từ cái stimasterol thành cái còn điều linh để học em. Rồi cái phản ứng tiếp theo là phản ứng oxy hóa Oppenheimer. Thì cái phản ứng này á, là chúng ta sẽ biến đổi nhóm hydroxy thành nhóm ceton, chuyển nhóm hydroxy thành ceton. Hoặc là chúng ta làm gì nữa? Chúng ta thay đổi nhóm thế. Chúng ta sẽ làm gì? Chỗ này thì chúng ta sẽ hydro hóa để mất nhóm thế, đồng thời là cho nó thực hiện phản ứng khử hóa để lấy đi hai hydro tại vùng A. Được không em? Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái tác nhân là nhôm butylic với lại cái dung môi là acetone và benzen đun ở nhiệt độ cao thì nó sẽ chuyển đường ha. Đó là cái cách bán tổng hợp deoxy hoặc glycosterol. Bây giờ chúng ta qua một cái phương pháp khác là bán tổng hợp hydro cortisol. Được không em? Bán tổng hợp hydro cortisol thì chúng ta bán tổng hợp từ cortisol. Thì em thấy nè, hydro cortisol có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển một cái nhóm ceton thành hydroxy. Được chưa em? Hydroxy cortisol có nghĩa là trong cấu trúc nó có thêm một hydroxy. Được chưa em? Mà trong cấu trúc có thêm một hydroxy có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ chuyển nhóm ceton thành hydroxy. Vậy thì chuyển nhóm ceton tại vị trí nào? Thì chúng ta sẽ nhớ đến tác dụng của nhóm ceton, tác dụng của cái nhóm thế tại vị trí số 11. Muốn nó sử dụng được cả đường dùng trong cả đường dùng ngoài, muốn nó có hoạt tính kháng nguyên tốt, thì lúc này tại cái nhóm ceton tại cái vị trí số 11 nó phải là nhóm gì em? Phải là nhóm hydroxy. Do đó chúng ta sẽ chuyển nhóm ceton tại vị trí số 11 thành nhóm hydroxy. Bây giờ em thấy này, muốn chuyển từ ceton thành hydroxy chúng ta chỉ cần cho nó tham gia phản ứng gì? Chỉ cần cho nó tham gia phản ứng gì? Có phải là phản ứng khử hóa không? Khử hydro đúng không em? Chúng ta chỉ cần cho nó tham gia phản ứng khử hydro hóa là sẽ chuyển được ceton thành nhóm hydroxy. Nhưng trong cấu trúc của cortisol chúng ta có tới ba nhiêu nhóm ceton? Chúng ta có tới ba nhóm ceton. Vậy bây giờ nếu chúng ta cho nó tham gia phản ứng khử thì lúc này nó sẽ khử hết một lần ba ceton. Nó không có khử chọn lọc được, trừ khi là em sử dụng cái tác nhân là vi sinh vật thì nó mới khử chọn lọc. Còn không em sử dụng tác nhân hóa học thì nó sẽ khử hết một lần cả ba. Được không em? Mà chúng ta chỉ muốn khử một thôi, nên trước khi cho phản ứng khử chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thực hiện phản ứng bảo vệ nhóm ceton ở vị trí carbon số 3 và số 20 nha. Và bảo vệ bằng cách nào? Được chưa em? Bảo vệ bằng cách nào? Bảo vệ bằng cách là chuyển nó thành dạng cetan vòng. Thì cái dạng cetan vòng này nó sẽ không bị khử. Được chưa? Sau khi chuyển nó thành cetan vòng xong thì chúng ta thực hiện phản ứng khử hóa thì nó sẽ chuyển cái hydroxy thành chuyển cái ceton thành hydroxy. Sau đó chỉ cần chúng ta làm gì? Chúng ta phóng thích cái carbonin. Chúng ta làm gì? Chúng ta thủy phân cái nhóm ceton này thì nó sẽ trả về lại nhóm hydro, trả về lại nhóm ceton. Được chưa em? Đây là cách bán tổng hợp của chúng ta nha. Rồi đó là những cái cách bán tổng hợp bằng phương pháp hóa học. Bây giờ chúng ta còn một cái cách bán tổng hợp của chúng ta dựa vào cái tác nhân là vi sinh vật. Thì cái phản ứng này á, nó sẽ mang lại cái hiệu suất cao hơn bởi vì nó có tính chọn lọc. Nhưng mà cái này thì bắt buộc là chúng ta phải chọn được chủng vi khuẩn và chúng ta nuôi được cái chủng vi khuẩn cho phù hợp. Được không em? Ví dụ nha, từ progesterone. Progesterone là gì? Là một cái hormone môn sinh dục đúng chưa? Chúng ta muốn chuyển nó thành cortisol thì chúng ta thấy này, so ra cấu trúc của progesterone với cortisol nó thiếu cái gì? Có phải là cái thứ nhất nó thiếu nhóm hydroxy ở vị trí carbon số 11 không? Cái thứ hai là tại vị trí carbon số 21. Đúng không em? Cái cách đếm số là đếm số như vậy. Em bắt đầu từ đây. Nhà 1A. Đây là 1, 2, 3, 4, 5 nha. Sau đó là 6, 7, 8, 9. Được chưa em? 10 ha. Rồi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ở đây, 19 ở đây, 20 ở đây, 21 ở đây nha. Vậy thì nó ở tại vị trí carbon số 21, nó là nhóm metin. Nhưng mà cortisol của chúng ta phải thay thế bằng nhóm
thay thế bằng nhóm group, được chưa em? Vậy thì chúng ta sẽ có một số cái này. Là đầu tiên nha, đầu tiên chúng ta phải làm gì? Đầu tiên chúng ta phải chuyển được nhóm meeting này thành nhóm group nha. Nên chúng ta sẽ sử dụng cái chủ vi khuẩn là gì? Ophiobonus hepaticus. Rồi sau đó chúng ta sẽ gắn nhóm hydroxy vào vị trí gặp con số 11. Chỗ này chúng ta muốn gắn chọn nha. Chỉ gắn nhóm hydroxy vào đây, không gắn vào những vị trí khác. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái chủ vi khuẩn là Tubularia lamata nha. Rồi sau đó nha, sau đó chúng ta muốn gắn thêm nhóm hydroxy vào vị trí số 7 thì chúng ta sử dụng cái Trichodesium rosum nha. Thì những cái này là thường là nó sẽ có, chúng ta sẽ có một cái bảng là giống như là một cái ngân hàng điểm em trên đó, nó sẽ ghi là dùng muốn gắn nhóm kích này thì thường là chúng ta sẽ phải sử dụng những chủng vi khuẩn nào. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào kết quả đó chúng ta bắt đầu chúng ta lấy ra chúng ta thử, đúng không em? Rồi cái cách thứ hai là bán tổng hợp dựa vào sinh vật, chúng ta muốn chuyển từ cái hydrocortisone thành cái prednisolone. Thì các em thấy này, hai cái này nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau ở cái chỗ là nó thiếu một cái prednisolone, đúng chưa? Nó thiếu một cái prednisolone thì lúc này chúng ta muốn tạo ra được một cái prednisolone ở vị trí gặp con số 1, số 2 một cách chọn lọc thì chúng ta sẽ sử dụng cái chủng vi khuẩn bạch hầu, đó là gì? Borrelia bacterium nha. Rồi hoặc là muốn chuyển từ cái cytosterol thành cái khung 17 gặp con thì chúng ta có thể sử dụng cái chủng Mycobacterium và thực hiện quá trình giảm hóa đi kèm ha. Đó là cái phương pháp tổng hợp, bán tổng hợp. Bây giờ mình đi vào tính chất của corticoid. Nó có mấy vòng em? 4 vòng. Vậy thì mỗi vòng nó sẽ có một tính chất đặc trưng. Đầu tiên là vòng A. Trong cấu trúc của vòng A nó có cái gì? Nó có ceton. Cái thứ nhất là có ceton. Cái thứ hai là có nối đôi. Có thể là một nối đôi hay hai nối đôi. Thì nếu như nó có nối đôi thì chắc chắn nó sẽ giao hấp thụ ở vùng, nó sẽ giao hấp thụ ở vùng, đúng rồi, vùng UV nha. Thì nếu nó có một nối đôi, nó là nhóm enol, thì nó sẽ có gì? Nó sẽ có phổ UV trong khoảng tầm từ 239 tới 244 nanomet. Nhưng nếu nó là hai nối đôi nha, hai nối đôi em nhớ là nó liên hợp với lại cái nối đôi của ceton, được chưa em? Cái này nó cũng liên hợp với ceton, chúng ta gọi là enol. Cái này hai nối đôi nó cũng liên hợp với ceton thì chúng ta gọi là dienol. Thì lúc này phổ UV của nó sẽ nằm ở trong khoảng mức sóng hấp thu cực đại là 238 nanomet. Đó là tính chất thứ nhất, là tính chất của nối đôi liên hợp. Cái thứ hai là vòng A nó còn cái gì? Có phải là nó có ceton không? Như vậy nó sẽ có tính chất của ceton. Tính chất của ceton là tính chất thứ nhất là nó có khả năng tham gia phản ứng với natri nitroglycerin. Cái thứ hai là trong cái cấu trúc này thì ceton nó có khả năng tham gia phản ứng với hydrazid. Và khi tham gia phản ứng với hydrazid nó sẽ tạo thành dẫn chất hydrazone có màu nha. Nó sẽ tạo thành dẫn chất hydrazone có màu. Đó chính là tính chất của vòng A. Rồi được chưa em? Rồi bây giờ mình qua tính chất của vòng B. Vòng B có cái gì? Thường á thì trong cấu trúc của corticoid đó em, là tại vòng B thường là người ta sẽ đưa vào đó các cái halogen nha. Mục đích của việc đưa vào halogen trong cấu trúc là gì em? Tại sao chúng ta lại đưa thêm halogen vào trong cấu trúc? Đúng rồi, mục đích mình muốn đưa halogen vào trong cấu trúc là để làm tăng tác dụng nha. Nên ở đây muốn tăng tác dụng của glucocorticoid thường là chúng ta sẽ đưa halogen vào. Và chúng ta sẽ đưa halogen vào hai vị trí, đó là vị trí số 9 và vị trí số 6. Nên là chúng ta có thể có phản ứng gì em? Nếu có halogen đấy thì sao? Đúng rồi, thì nó sẽ có tính chất của các cái halogen, được chưa? Thì mình có thể thực hiện các cái phản ứng định tính của các cái nhận biết các cái halogen để mình định tính, được không em? Ví dụ là gì? Ví dụ là chúng ta có thể vô cơ hóa chẳng hạn, nhà vô cơ hóa tạo được các halogen để chúng ta phát hiện các cái halogen, được chưa? Rồi hoặc là gì nữa? Hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp là đo phổ, tại vì halogen vào nó cũng là nó làm cho cấu trúc của chúng ta có khả năng là hấp thụ UV. Rồi
là tính chất của vòng bền. Bây giờ mình qua vòng stain. Vòng stain, vòng stain thì có gì đặc biệt nè em? Đúng rồi, vòng C thì trên đó có nhóm OH ở vị trí số 11 thì thường mà thuốc của chúng ta muốn có tác dụng glucose cộng tỷ nguyên muốn có tác dụng kháng viêm thì chắc chắn tại vị trí số 11 nó phải có nhóm hydroxy. Mà bây giờ thì nhóm hydroxy gắn trong vòng đây là bốn vòng làm chúng ta liên tưởng tới cái gì ta? Đúng rồi, làm chúng ta liên tưởng tới cái nhóm cycline, đặc biệt là đó là cái gì, cái tên tetracycline. Thì nó sẽ có phản ứng tương tự với cycline là phản ứng gì? Tách loại nước. Đúng chưa? Nó lấy cái hydro, cái OH ở đây và cái hydro ở đây thì nó sẽ tạo thành cái liên kết đôi. Đó chính là phản ứng tách loại nước với axit sulfuric đậm đặc nha. Đó là tính chất của vòng vòng C. Rồi bây giờ vòng D. Vòng D thì có nhiều cái để nói nè nha. Tại vì vòng D trên đó nó là một cái nhánh thế. Một cái nhánh thế có cái gì mấy em? Có nhóm ceton, có nhóm rượu nha. Có nhóm rượu vòng 1, có nhóm ceton. Đồng thời chỗ này thường là tại vị trí cặp đôi số 17 nó có thêm một cái hydroxy nữa. Vậy thì nó sẽ có tính chất lần lượt của những nhóm chất này. Đầu tiên đó là nhóm chất rượu vòng 1 ở cặp đôi số 21. Thì rượu vòng 1 nó có khả năng tham gia phản ứng gì em? Rượu thì có khả năng tham gia phản ứng với đúng rồi, nó có khả năng tham gia phản ứng với axit tạo thành este nha, hoặc là nó có khả năng tham gia phản ứng với một cái di axit thì nó sẽ tạo thành dẫn chất este của axit đó. Được chưa em? Tham gia phản ứng với một cái di axit thì sẽ tạo thành cái dẫn chất este của cái axit đó. Đó là cái tính chất của nhóm amido bậc nhất ha. Ngoài cái tính chất là phản ứng với axit, nó còn một cái phản ứng axit hữu cơ thì nó còn phản ứng được với axit vô cơ. Và khi nó phản ứng với axit vô cơ thì sao các em? Nó có khả năng tạo thành muối nha, nó có khả năng tạo thành muối. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi nó tham gia cái phản ứng với axit hữu cơ tạo thành este hóa thì lúc này nó sẽ là nhóm COO. Nhóm COO đứng gần nhóm ceton thì nó có khả năng tham gia phản ứng với hydroxylamin hydrochloride tạo thành dẫn xuất của axit hydroxamic. Sau đó dẫn xuất này có khả năng phản ứng với ion kim loại trong môi trường axit tạo thành một phức có màu. Cái này là mình nhớ tới định tính của cái gì? Hả? Là mình làm phản ứng gì? Phản ứng gì đây? Phản ứng cái gì mà với cái tạo ra dẫn chất hydroxamic sau đó phản ứng với đồng tạo thành một cái tủ có màu xanh ngọc? Đúng rồi, phản ứng định tính chung của beta lactam. Đúng chưa? Phản ứng của nhóm axit ở vị trí carbon số 2 và nhóm ceton. Đúng chưa? Nhóm ceton của amid nội vòng. Được chưa? Thì cái này cũng tương tự, hai nhóm này nó đứng gần nhau. Nếu mà cái nhóm rượu này nó bị este hóa nó cũng sẽ chuyển thành cái nhóm COO nó đứng gần nhóm ceton thì nó cũng có khả năng phản ứng với hydroxylamin hydrochloride tạo thành cái dẫn xuất này. Sau đó cái dẫn xuất này nó sẽ phản ứng, nó bắt giữ cái ion gì? Ion kim loại, nó tạo thành cái phức có màu hồng. Được chưa? Rồi. Đó là tính chất của nhóm alcohol bậc nhất. Bây giờ mình qua cái nhóm gì? Nó còn cái nhóm gì nữa? Còn nhóm ceton nha. Vậy thì nó sẽ có tính chất của nhóm ceton. Tính chất của nhóm ceton thể hiện ở chỗ nào nha? Thể hiện ở chỗ ceton nó có tính gì nha? Nó có tính khử nha. Ceton nó có tính khử mạnh, do đó nó có khả năng tham gia phản ứng oxy hóa với một số chất oxy hóa, chẳng hạn là với gì? Với bạc nitrat trong amoni
đồng một và đồng một đồng kết kết tủ có màu đỏ gạch, hoặc là nó phản ứng với muối tetrasodium thì nó sẽ tạo ra chất có màu, có màu đỏ. Nhưng mà chỗ này em nhớ này, vì cái nhóm rượu của chúng ta nó đứng gần cái nhóm ceton có tính khử mạnh, do đó nhóm rượu của chúng ta thường là nó kém bền nha, thường là nó sẽ kém bền. Do đó thông thường á, là để cho cái thuốc của chúng ta mà bền hơn thì thường là cái nhóm rượu này chúng ta sẽ ép tê hóa nha, chúng ta sẽ ép tê hóa nhóm rượu để cho cái cấu trúc của chúng ta trở nên bền hơn. Nhưng mà khi ép tê hóa thì nó vô tình là nó sẽ làm cho cấu trúc của mình ít tan trong nước hơn. Được chưa? Đang là nhóm hydroxy, đang là nhóm không cực. Bây giờ ép tan hóa thì nó sẽ làm cái cấu trúc của chúng ta ít tan trong nước hơn. Do đó khi mà chúng ta sử dụng bằng đường tim á, thì riêng cái dạng mà ép tan hóa cái nhóm rượu bậc nhất thì chúng ta phải sử dụng ở dạng hỗn dịch nha. Còn chúng ta muốn sử dụng được bằng cái dạng là tim mà tạo ra cái dẫn chất mà tan được trong nước á, thì chúng ta sẽ cho nó phải đúng với cái axit succinic. Đúng không em? Nha. Muốn cái cấu trúc này bền nha, mà chúng ta có thể tạo được một cái dẫn chất dễ tan mà chúng ta có thể sử dụng được bằng đường tim thì chúng ta sẽ cho nó phản ứng với axit succinic. Còn nếu ép tê hóa thì nó cũng bền, nhưng mà dẫn chất này nó sẽ kém tan trong nước thì chúng ta chỉ có thể sử dụng dưới dạng hỗn dịch mà thôi. Không chưa? Đó là cái tính chất của cái nhóm ceton ở vị trí carbon số, đúng rồi, số 17. Còn đây là cái phản ứng với lại cái tetrazolium tạo thành một cái dẫn chất có màu và chúng ta có thể đo bước sống ở cái đỉnh hấp thu cực đại nha. Rồi, ngoài ra vòng B này nó còn cái tính chất nữa, tính chất là do nhóm rượu đứng gần nhóm axit. Rồi, nó sẽ có sự chuyển dịch điện tử. Chuyển dịch làm sao? Chỗ này là carbon đối đương với oxy, oxy độ ảnh hiện lớn hơn nên cặp điện tử tự do nó sẽ bị lệch về phía oxy, tại oxy nó sẽ mang một phần điện tích. Cặp điện tử tự do nó bị lệch về phía oxy thì tại oxy nó sẽ mang một phần điện tích. Tại carbon nó sẽ mang một phần điện tích dương. Do đó lúc này điện tử nó sẽ bị kéo về đây. Nên là ở cái nhóm hydroxy nó có một cái cặp điện tử tự do, đúng không em? Thì cái cặp điện tử tự do này nó sẽ bị kéo về phía carbon này để nó trung hòa cái điện tích tại đây nha. Nhưng mà khi cái cặp điện tử tự do bị kéo về thì hydro này nó còn dính chặt vào oxy không? Không, nó sẽ trở nên linh động và thì nó sẽ bị tách ra ngoài, được chưa em? Và khi cái hydro này tách ra thì cái cặp điện tử tự do nó sẽ chuyển vào đây luôn, nên lúc này trở thành là cái carbon nối đôi với carbon này nối đôi với oxy. Còn cái hydro này tách ra, sau khi nó tách ra thì nó mang điện tích dương thì nó sẽ đi tới nó gắn với cái oxy mang điện tích âm. Vậy cuối cùng sau quá trình chuyển dịch điện tử thì từ nhóm rượu và nhóm ceton chúng ta chuyển thành nhóm aldehyde và nhóm rượu. Được chưa? Rõ sự chuyển dịch điện tử đây chưa nha. Rồi, sau khi chúng ta có nhóm aldehyde và nhóm rượu rồi thì cái nhóm này nó có khả năng phổ biến. Cái nhóm rượu này em, cái nhóm rượu mà đứng gần nhóm aldehyde này nè, nó sẽ có khả năng là bị hổ biến thành nhóm ceton. Thì sau đó chúng ta cho nó tham gia phản ứng với lại cái dẫn xuất của pyrazine thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái dẫn xuất imin nha. Chúng ta sẽ tạo được một cái dẫn xuất imin của aldehyde phản ứng với amin của tạo thành imin. Và imin này là một chất có màu, có màu vàng, và chúng ta có thể đo được bước sóng hấp thu cực đại ở vùng tới 410 tới 420 nanomet nha. Đó là cái phản ứng của hai cái nhóm này đứng gần kề. Được chưa em? Đúng chưa? Rồi, bây giờ trong cái vòng D chúng ta còn một cái tính chất nữa. Tính chất của cái gì em? Tính chất của nhóm hydroxy ở vị trí carbon số 17 ha. Thì thường á là cái nhóm hydroxy này nó sẽ làm cho cấu trúc kém bền, nên thường là chúng ta ép tê hóa thì nó sẽ làm cho cấu trúc bền hơn. Và bền hơn thì sao? Hoạt tính tại chỗ nó sẽ gia tăng nha, nó sẽ gia tăng. Rồi, đó là tính chất hóa học
của corticosteroid, bốn vòng, mỗi vòng nó sẽ có những cái tính chất riêng. Và bây giờ để định tính những cái này thì chúng ta có thể ứng dụng các cái phản ứng màu mà chúng ta đã kể ra từ nãy giờ à. Và cộng thêm với là gì, chúng ta sẽ dùng phổ UV, phổ IA. Và đặc biệt một cái nữa nên nha, đặc biệt một cái nữa là chúng ta nên cho nó nên thực hiện các phản ứng với axit sulfuric đậm đặc, để chúng ta sẽ coi là tại vị trí carbon số 11 nó là nhóm ceton hay là nhóm tyrosin. Được chưa? Rồi, còn kiện tinh khiết thì cái này mình nói rồi, nó phải kiện cái gì? Phải kiện năng suất phân cực. Vì sao? Khi nó thấp nhiều carbon hấp đối. Còn định lượng dùng phổ luôn, đúng chưa? Định lượng dùng phổ nãy giờ chúng ta có rất là nhiều cái dùng phổ ha. Rồi còn đây là phổ IA nha. Phổ IA thì chúng ta chỉ cần lấy cái chất của chúng ta ra, chúng ta quét phổ, sau đó chúng ta kiểm tra bằng cách chồng phổ đó lên với cái phổ chuẩn của cái chất mà mình cần. Nếu hay nó có những cái điểm tập trung, những cái đỉnh đặc trưng thì chúng ta biết nó thuộc cái nhóm đó nha. Thì ví dụ như là vùng từ 1600 đến 1800 đây là chuẩn của các cái nhóm ceton chẳng hạn nha. Rồi, thì đây, desalmetasone. Cái này là những cái slide mà cóp ra từ dược điểm âm đen nha. Thì đầu tiên này nó ghi là trong cái dược điểm nó sẽ ghi như này. Đầu tiên là nó cái nhóm chức năng. Thì nó sẽ thuộc nhóm gì? Cộng tiên huyết. Cái cách sử dụng của nó thì nó có hai dạng sử dụng là dạng viên và dạng gì? Dạng viên và dạng xịt nha. Rồi tiếp tục là định tính. Định tính thì chúng ta sẽ có nhiều phương pháp. Phương pháp thứ nhất là gì? Cho nó phản ứng với phenylhydrazine và chúng ta đo độ hấp thụ. Hoặc là gì nữa? Hoặc là chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ quét phổ luôn nha, quét phổ để tìm ra cái đỉnh hấp thụ cực đại. Rồi gì nữa? Sử dụng sắc ký lớp bóng hoặc là gì? Hoặc là cho nó tham gia phản ứng tách loại nước với axit sulfuric đậm đặc. Được chưa? Rồi, còn định lượng nha. Định lượng thì sao? Định lượng thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đo phổ nha. Định lượng thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đo phổ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái corticoid đầu tiên, đó là nhóm mineralocorticoid. Bây giờ nhóm mineralocorticoid. Mineralocorticoid có nghĩa là nó có hoạt tính chủ yếu là gì? Trên sự chuyển hóa nước và điện giải, nên là trong cấu trúc của nó sẽ ít có nhóm hydroxy, đặc biệt là nhóm hydroxy tại vị trí carbon số 11 đây. Đây chính là cấu trúc của deoxy corticosterol. Đúng không em? Tại vị trí số 11 không có nhóm hết nha, không có nhóm hydroxy ha. Thì cái cách này chúng ta có thể có một số phản ứng định tính, ví dụ như là phản ứng định tính với lại cái H2 của hợp đồng và phản ứng oxy hóa cự ích thì nó sẽ tạo ra hình hoa màu đỏ. Được chưa em? Hoặc là phản ứng của vòng gì? Vòng A thì nó cho đỉnh hấp thu cực đại, đúng chưa? Rồi gì nữa? Phản ứng của nhóm ceton, phản ứng của nhóm, đúng rồi, phản ứng của nhóm ceton, phản ứng của nhóm rượu, được chưa? Rồi, thì cái từ cái cấu trúc deoxy corticosterone thì người ta sẽ biến đổi thành cái cấu trúc aldosterone ở đây. Đây là cấu trúc của aldosterone nha. Và chỗ này cái thấy này nó có một cái nhóm hydroxy gần nhóm aldehyde, nên hai cái này nó sẽ có sự hỗ biến, nó gắn kết với nhau nha. Và khi nó gắn kết với nhau thì lúc này nó là những cái tác động mineral corticoid nó sẽ mạnh hơn deoxy corticosterone nhiều. Tại vì khi nãy mình nói đưa thêm hydroxy vào thì nó sẽ tăng tác động, đúng chưa? Nên là cái tác động này nó sẽ mạnh hơn 25 lần so với deoxy corticosterone, đó chính là aldosterone. Và aldosterone nó là một cái hormone gì em? Giữ muối nước, nên nó sẽ liên quan trực tiếp tới hoạt động của hệ renin angiotensin. Các bạn mình nhớ rồi, hoạt động của hệ renin angiotensin. Khi mà angiotensin 2 được tạo ra thì nó gây ra những tác dụng dược lý nào? Hả? Đúng rồi, tăng hoạt động cái gì cũng có giải thích tăng huyết áp chứ. Có phải là nó làm tăng hoạt hệ giao cảm không? Nó gây ra hiện tượng co mạch, nó làm tăng tiết aldosterone, nó tác động trên thận dẫn tới giữ muối và giữ nước. Và khi giữ muối và giữ nước thì sao? Tăng thể tích dịch ngoại bào. Mà khi tăng thể tích dịch ngoại bào có phải là nó sẽ làm tăng áp lực lên động mạch thận chưa? Thì như vậy lúc này nó sẽ ức chế lên các cái tổn
chức tổng hợp mới làm giảm tiết ghrelin, giảm tiết áp lực lên sinh thạch, đó chính là cái cơ chế điều hành nha. Rồi tác dụng của nó chủ yếu là trên điều hành chuyển hóa nước và điện giải, và cái này người ta sử dụng nhiều trong trường hợp là điều trị bệnh lý suy thượng thận nguyên phát hoặc thứ phát. Thì bệnh lý suy thượng thận người ta còn gọi là bệnh Addison, đó là mineral corticoid, nhưng mà thực chất hiện nay ít dùng, mà cái acetylcholine đó người ta chỉ định của nó rất là ít thôi. Cái thứ hai mà dùng nhiều này đó chính là nhóm glucocorticoid. Đầu tiên cơ chế tác dụng của nó, đầu tiên nó muốn có tác dụng thì sau khi nó được tạo ra nó phải đi tới gắn được với receptor nội bào, sau đó nó thành lập các enzyme và thay đổi các hoạt động của tế bào, đó chính là cơ chế của nó. Và ngoài cái cơ chế này nó còn một cái cơ chế nữa, đó là nó có khả năng ức chế cái phospholipase A2, nên nó sẽ có tác dụng gì em? Ức chế phospholipase A2 nó sẽ có tác dụng gì? Kháng viêm. Vì ức chế tổng hợp prostaglandin nên nó sẽ có tác động kháng viêm. Nó cũng sẽ có tác dụng phụ trên dạ dày, được không em? Nhưng mà cái này nó sử dụng được cho bệnh nhân hen suyễn không? Được không? Sao không? Nó có ảnh hưởng gì tới cái nó có ảnh hưởng gì tới con đường gốc không? Không. Lúc này cái axit anhydride đâu có được tạo ra được đâu, nó cũng đâu nên là không có cái gì đi theo con đường gốc để tạo thành protein hết. Do đó cái này có thể sử dụng cho bệnh nhân hen suyễn. Trời ơi, mới học bài hô hấp xong, trong điều trị kháng viêm dùng corticoid, và cô nói là chúng ta sẽ gặp lại trong học môn tuyến thượng thận đây, nó là đây nha. Rồi bây giờ nè, cơ chế điều hành thì tương tự như học môn tuyến giáp, chúng ta cũng sẽ có một cái gì, một cái trục điều hành, đó là vùng dưới đôi tuyến yên và tuyến thượng thận nha. Và thì cái cơ chế điều hòa là tương tự, khi mà nồng độ hoặc khi mà nồng độ cortisol trong cơ thể của chúng ta giảm thì sao, nó sẽ kích thích tuyến thượng thận tăng tiết CRH sau khi tạo ra thì đến tuyến yên, kích thích tuyến yên tăng tiết acetylcholine tạo ra thì nó sẽ tới tuyến thượng thận, làm tuyến thượng thận tăng tiết, đúng rồi, tăng tiết cortisol. Ngược lại, khi nồng độ cortisol tăng lên quá cao thì sao? Thì đúng rồi, thì nó lại ức chế vùng dưới đồi, ức chế tuyến yên, không sản xuất ra CTH, thì tuyến thượng thận sẽ không sản xuất hormone của mình, được không em? Nha. Vậy thì khi nào chúng ta sử dụng cái corticoid này? Chỉ định thứ nhất là chúng ta sử dụng trong trường hợp bệnh nhân bị suy thượng thận, có nghĩa là lúc này bệnh nhân không có khả năng tiết ra cái hormone cortisol để điều hòa các cái hoạt động chuyển hóa trong cơ thể, thì chúng ta bổ sung từ bên ngoài vào nha. Nhưng mà có một cái trường hợp chỉ định thứ hai là chúng ta dùng khi mà bệnh nhân vẫn còn khả năng tiết ra cortisol bình thường, nhưng mà lúc này chúng ta muốn sử dụng cái corticoid để điều trị cái chỉ định là chúng ta muốn điều trị cái tình trạng viêm của bệnh nhân, được không em? Nha. Chúng ta sử dụng cái nguồn corticoid ở bên ngoài để chúng ta điều trị cái tình trạng viêm, hoặc chúng ta sử dụng để ức chế miễn dịch đối với những bệnh nhân ghép tạng, được chưa em? Có nghĩa là lúc này cái mà cái tuyến thượng thận của chúng ta vẫn hoạt động bình thường, nhưng chúng ta sử dụng thêm một cái nguồn bên ngoài để điều trị một cái chỉ định cho một cái bệnh lý khác nha. Vậy thì lúc này nó sẽ làm cho nồng độ của cortisol trong cơ thể chúng ta tăng lên, đúng chưa? Tại vì chúng ta dùng điều trị một bệnh lý khác, trong khi là cái thượng thận của chúng ta vẫn hoạt động, vẫn sản xuất ra bình thường. Bây giờ chúng ta dùng thêm một cái liều khác, có phải là làm cho nồng độ corticoid trong cơ thể tăng lên không? Tăng lên thì sao? Thì nó sẽ ức chế tuyến thượng thận, ức chế tuyến yên, dẫn tới ức chế vùng dưới đồi, ức chế tuyến yên, thì nó sẽ dẫn tới là nó ức chế luôn tuyến thượng thận. Do đó ví dụ như là nếu chúng ta sử dụng cái nhóm thuốc này mà sử dụng dưới 2 tuần á, lúc này tuyến thượng thận nó chưa bị ức chế nhiều á, thì chúng ta ngưng thuốc lúc nào cũng được nha. Thích ngưng lúc nào thì ngưng, thì sau khi ngưng thì nó sẽ làm cho nồng độ corticoid giảm xuống thấp, thì lúc này tuyến thượng thận nó sẽ được kích thích để sản xuất hormone trở lại. Nhưng nếu chúng ta sử dụng trên 2 tuần, thời gian kéo dài trên 2 tuần, thì lúc này tuyến thượng thận của chúng ta đã bị ức chế quá mức. Có những trường hợp chúng ta sử dụng thời gian lâu 1 năm, 2 năm thì nó có nguy cơ gây ra tình trạng là teo tuyến thượng thận luôn nha. Thì lúc này chúng ta muốn ngưng là chúng ta không được ngưng đột ngột, mà chúng ta phải làm gì?
chúng ta phải giảm liều từ từ. Mục đích này là gì? Để cho tuyến thượng nguồn chúng ta giảm liều từ từ, để tuyến yên và vùng dưới đồi và tuyến yên của chúng ta bắt đầu tiết ra những cái hóc môn ACTH. Và cái ACTH này bắt đầu đến tuyến thượng thận để giúp tuyến thượng thận kích thích ra cái hóc môn của mình, đó sản xuất ra cái hóc môn của mình là cortisol. Thì khi nào mà chúng ta thấy cái tuyến thượng thận của chúng ta cứ giảm liều dần để tuyến thượng thận của chúng ta có hoạt động lên dần, đến khi nào chúng ta thấy nó hoạt động bình thường lúc này chúng ta mới ngưng thuốc. Và chúng ta cũng phải theo dõi khoảng 1 năm. Được chưa em? Rồi cái này chưa? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là khi sử dụng nhóm thuốc này thì chúng ta nhớ là chúng ta biết cái nồng độ đỉnh của cái hóc môn corticoid do tuyến thượng thận của chúng ta tiết ra là nó nồng độ đỉnh vào thời điểm là 8 giờ sáng. Nó sản xuất ra vào buổi sáng. Vậy thì thuốc của mình uống vào, mình cũng nên uống vào buổi sáng. Một liều duy nhất thôi và mình uống vào buổi sáng để làm gì? Để cái đỉnh của thuốc nó sẽ trùng với cái đỉnh mà cái hóc môn của tuyến thượng thận của chúng ta tiết ra. Như vậy nó mới không gây rối loạn. Còn không, bình thường chúng ta đang có một cái đỉnh tuyến hơn, một cái đỉnh hóc môn. Tự nhiên bây giờ buổi trưa mới uống vào, thay vì là nó đi xuống như vậy thì bây giờ nó tạo một cái đỉnh nữa. Thì như vậy nó sẽ gây ra các cái rối loạn. Được chưa em? Còn chúng ta ví dụ chúng ta muốn uống thành 2 lần thì 2/3 liều chúng ta phải uống vào buổi sáng, chỉ có 1/3 liều chúng ta uống vào buổi chiều thôi. Rồi cái này chưa? Rồi. Thì đây, bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cái glucocorticoid. Thì gì? Là những cái mà do cơ thể của chúng ta sản xuất ra. Thì nó có hai cái là gì? Cortisol và cortisol. Thật ra là cái này mấy em đọc mấy em có thể phân biệt được, nhưng mà cô bị nó cô được cái này là hai cái này cô đọc là mấy em không phân biệt được đâu nha. Rồi thì nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ là một cái là nhóm hydroxy và một cái là nhóm ceton nha. Thì hai cái này là do cơ thể của chúng ta sản xuất ra và vai trò của nó là gì? Tham gia việc điều hòa chuyển hóa carbohydrate. Cái thứ hai là tham gia vào việc điều hòa chuyển hóa protein và lipid. Trên chuyển hóa protein thì nó làm gì? Nó là tăng dị hóa protein. Nên trong chế độ ăn của chúng ta phải làm gì? Trời ơi, tăng dị hóa mà giảm nữa nó teo luôn thì sao? Trong chế độ ăn của chúng ta phải tăng cường bổ sung protein. Và nếu chúng ta sử dụng bằng cái đường là đường môi tại chỗ thì chúng ta nhớ là chúng ta phải cẩn thận vì nó có khả năng là gây ra tình trạng teo cơ nha. Nếu sử dụng kéo dài thì phải cẩn thận. Rồi cái thứ hai là trên chuyển hóa chất béo, nó có khả năng là phân bố lại mỡ trong cơ thể. Mỡ tập trung ở phần trên, từ bụng lên trên, phần dưới thì nó bị teo nha. Nên là trong chế độ ăn của chúng ta phải hạn chế mỡ. Tiếp theo, trên chuyển hóa nước và điện giải nó có vai trò là gì? Tăng giữ muối và nước, tăng thải trừ kali. Vậy chế độ ăn của chúng ta phải làm sao? Phải hạn chế. Hạn chế gì? Hạn chế. Đúng rồi, hạn chế muối và bổ sung cái gì? Đúng rồi, bổ sung canxi, không là nó rất dễ dẫn tới tình trạng sốt xương, loạn xương, gãy xương. Rồi, dây thần kinh thì nó có thể gây ra kích thích trên máu và lympho thì làm tăng hồng cầu bạch cầu nha. Rồi, ngoài ra nó còn ức chế sợi nguyên bào sợi và thành collagen ở vết thương, giảm tác động của stress nha. Nhưng mà nó có một cái vai trò mà chúng ta sử dụng trong cái việc điều trị, sử dụng là thuốc điều trị, đó là gì? Ức chế tổng hợp prostaglandin nên nó có khả năng là gì? Kháng viêm ha. Cuối cùng là nó có tác động là kháng dị ứng và ức chế miễn dịch. Do đó chỉ định của nó là gì mấy em? Đúng rồi. Cái thứ nhất này là về thiểu năng tuyến thượng thận, bởi vì nó là hormone của tuyến thượng thận nên chỉ định đầu tiên là thiểu năng tuyến thượng thận. Cái thứ hai là gì? Điều trị các cái bệnh về khớp. Nhưng mấy em nhớ này, khi mà các cái thuốc mà chúng ta sử dụng trong điều trị các cái bệnh về khớp thì thường là tại vị trí gặp quan số 17 chúng ta sẽ gắn thêm một nhóm hydroxy để nó tăng tác động trên khớp nha. Rồi ngoài ra nó còn điều trị về bệnh thận, rối loạn collagen, dị ứng, bệnh hô hấp và các cái bệnh về da và một số bệnh khác nha. Như vậy bây giờ chúng ta đi vào tác dụng phụ. Tác dụng phụ này mình có thể giải thích từ tác dụng chính được không? Từ tác dụng sinh lý được không? Được. Mất canxi dẫn tới sốt xương, ức chế miễn dịch dẫn tới tăng khả năng nhiễm khuẩn, ức chế prostaglandin dẫn tới lét dạ dày tá tràng. Rồi nó có hiện tượng gì nữa? Hiện tượng ức chế trục dưới đồi tuyến yên, tuyến
thường thật, bởi vì cái liều mà chúng ta sử dụng kháng viêm là nó tương đương với cái mức liều mà cơ thể của chúng ta tổng hợp ra. Đúng chưa? 5mg, 10mg, có trường hợp chúng ta sử dụng tới 20mg cũng có. Nên là cái liều tương đương cho nó có cái khả năng là gì? Ức chế cái trục dữ đồ như gì nha. Rồi, ngoài ra ha, thì cái sự thừa corticoid nó có thể dẫn tới bệnh Cushing. Cushing là gì? Hội chứng Cushing là mặt tròn như mặt trăng rằm do có sự tích nước, mỡ phân bố ở phần trên, teo ở phần dưới. Gì nữa? Sốt xương, loạn xương, xuất hiện các cái vết thâm nám trên da, và đó chính là hội chứng Cushing. À, rồi, bây giờ mình đi vào glucocorticoid bản tổng hợp. Hồi nãy mình nói này, glucocorticoid nó có tác dụng nhiều không? Nhiều, nhưng nó có nhiều tác dụng phụ không? Nhiều, và tác dụng phụ của nó chủ yếu là liên quan tới cái tác dụng gì? Mineral corticoid giữ muối, giữ nước, đạm thải ta, canxi, đúng chưa? Vậy bây giờ mình muốn giảm tác dụng phụ thì mình phải làm sao? Mình tìm cách biến đổi cấu trúc làm sao để cho thuốc của chúng ta tăng hoạt tính glucocorticoid và giảm hoạt tính mineral corticoid để giảm tác dụng phụ, được chưa em? Thì chúng ta sẽ có một số hướng biến đổi. Ví dụ vị trí 1, 2, 2, 3, 6, 9, 16, 17, 21 thì nó biến đổi chỗ nào? Đây nha. Muốn tăng tác dụng glucocorticoid, giảm tác dụng mineral corticoid thì chúng ta sẽ có một số hướng biến đổi. Hướng biến đổi đầu tiên là đưa thêm một liên kết đôi vào vị trí số 1, 2. Hướng biến đổi thứ hai nha, là ồn quá. Rồi, hướng biến đổi thứ hai nha, là chúng ta sẽ gắn thêm một cái nhân thơ vào trong cái vòng hàng nha. Hướng biến đổi thứ ba, thứ tư là chúng ta đưa thêm các cái nhóm halogen vào vị trí số 6 và số 9 nha. Hướng biến đổi thứ tư là chúng ta sẽ gắn thêm các cái nhóm thế vào vị trí carbon số 16. Hướng thứ bảy là gì? Là chúng ta tác động trên hydroxy số 17, và cuối cùng là chúng ta tác động trên nhóm hydroxy ở vị trí carbon số 21 nha. Bây giờ mình sẽ đi vào từng hướng một. Đầu tiên là chúng ta sẽ gắn thêm nhóm halogen vào vị trí carbon số 9. Thì mục đích của việc mình muốn gắn thêm halogen là gì em? Để làm tăng tác dụng. Thì thực chất khi chúng ta gắn cái halogen vào vị trí carbon số 9 thì nó làm tăng tác dụng glucocorticoid tăng lên khoảng 10 lần. Được chưa em? Nhưng bù lại là khi chúng ta gắn halogen vào vị trí carbon số 9 thì nó làm tăng sự giữ muối và nước. Đặc biệt là cái tỷ lệ giữ muối và nước này nó tỷ lệ nghịch với lại kích thước của phân tử. Nên là nếu mà chúng ta gắn cái halogen mà nó có hoạt tính mạnh nhất là cái flo thì nó lại càng tăng khả năng giữ muối và nước. Do đó cái hoạt tính glucocorticoid tăng 10 lần, nhưng hoạt tính mineral sao cũng tăng lên khoảng 125 lần. Như vậy tác dụng phụ của nó quá nhiều, do đó nhóm này chúng ta không sử dụng làm thuốc kháng viêm. Được chưa em? Gắn halogen vào vị trí carbon số 9 chúng ta không sử dụng làm thuốc kháng viêm. Nhưng mà mình nhớ này, mục đích của việc gắn halogen này là tăng tác dụng, tăng sinh sản dục. Và bây giờ gắn halogen nó làm như vậy thì mình vẫn phải giữ nguyên cái halogen, nhưng mình sẽ tìm cách làm sao mình gắn thêm một cái nhóm chất vào nữa. Để làm gì? Để nó làm tăng cái sự đào thải natri, để làm giảm bớt cái hoạt tính mineral để mình có thể sử dụng nha. Do đó em thấy tí nữa chúng ta sẽ coi là đa phần các cái cấu trúc mà cái corticoid mà nó có halogen ở vị trí số 9 á, thì chắc chắn tại vị trí số 16 nó phải có nhóm thế. Nhóm cho đó là làm gì? Để làm tăng sự đào thải natri, để nó giảm tác dụng mineral để chúng ta có thể sử dụng. Được chưa? Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nha. Cái thứ hai là chúng ta làm gì? Biến đổi tại đâu? Biến đổi tại vị trí số 1, 2 nha. Chúng ta thực hiện phản ứng dehydro hóa để tạo thành một liên kết đôi. Thì khi mà chúng ta đưa liên kết đôi vào vị trí số 1, 2 thì lúc này nó làm tăng hoạt tính glucocorticoid.
trời ơi mấy cái này mấy đứa coi đi, khi trong đề thi nó hỏi mấy cái này nè, nó bảo gắn nhóm chức này vô, tăng cái gì giảm cái gì, tại sao tăng tại sao giảm, nó hỏi cấu trúc là nó hỏi cái này nè chứ không phải nó hỏi chi chơi cái gì đâu. Rồi vậy bây giờ nè, khi mà chúng ta gắn thêm một cái liên kết đôi vào vị trí số 1, số 2 thì nó sẽ làm tăng tác động gluco còn liquid, và lúc này nó có làm giảm cái tác động mineral, nhưng mà cái sự giảm tác động mineral không đáng kể, giảm khoảng tầm 0,8 lần nha, nhưng mà nó vẫn sử dụng như là một cái thuốc kháng viêm được chưa em, bởi vì nó cũng đã có giảm rồi, giảm không đáng kể nhưng khó giảm thì nó cũng sẽ giảm tốt tác dụng phụ, mà chưa kể là với cái liều như vậy nó còn làm tăng hoạt tính gluco và tôi biết là tăng hoạt tính kháng viêm 4 lần, nên chúng ta vẫn có thể sử dụng nó như là một cái thuốc kháng viêm. Thì thuốc này chúng ta có gì, prednisone và prednisolone, và cái việc mà gắn thêm nhóm hydroxy ở vị trí carbon số 17 á em, thì cái khả năng mà làm giảm cái hoạt tính mineral nó tương tự với lại cái việc mà gắn nhóm, gắn cái liên kết nối đôi vào vị trí số 1 ha nha. Rồi đó là cái bán tổng hợp thứ hai. Rồi cái bán tổng hợp thứ ba là thay vì là chúng ta sẽ gắn thêm nhóm halin vào vị trí carbon số 6 nha, thì khi gắn nhóm metin vào vị trí carbon số 6 nó sẽ là chậm sự chuyển hóa của vòng A, được chưa em? Và khi nó làm chậm sự chuyển hóa của vòng A thì sao? Thì nó sẽ làm giảm được tác dụng mineral cộng liquid và làm tăng tác động của gluco, được không em? Cái metin prednisolone mặc dù cái tác động kháng viêm nó tương tự với cái prednisolone thôi, là nó tăng gấp 4-5 lần, nhưng lúc này cái hoạt tính mineral nó giảm một cách đáng kể nha. Còn như tương tự bên kia thì nó không có nhóm metin thì cái hoạt tính mineral cộng liquid giảm không đáng kể, được chưa em? Đó là cái thứ ba. Tiếp theo nha, tiếp theo là lúc này làm gì? Lúc nãy như khi nãy cô nói là nó phải, mặc dù khi nhắn gắn nhóm halogen thì nó làm tăng hoạt tính mineral, nhưng gắn nhóm halogen nó làm tăng hoạt tính gluco, nên bây giờ chúng ta vẫn giữ nguyên nhóm halogen đó và chúng ta tìm cách gắn nhóm thế khác để làm gì, để tăng đào thải natri, và người ta sẽ gắn nhóm hydroxy vào vị trí carbon số 16. Tại vì lúc đầu mình có một cái câu về liên quan cấu trúc tác dụng là càng nhiều nhóm hydroxy thì nó sẽ càng làm tăng hoạt tính gluco cộng liquid nha. Nên lúc này chúng ta sẽ gắn thêm nhóm hydroxy tại vị trí carbon số 6, và khi gắn nhóm hydroxy tại vị trí carbon số 16 thì nó sẽ gây đào thải natri, do đó nó làm mất tác động mineral cộng liquid, được chưa em nha, mất tác động mineral cộng liquid, nên cái triamcinolone chúng ta vẫn sử dụng trong kháng viêm nha, và sử dụng rất tốt trong kháng viêm, được chưa em? Hoặc là gì, hai nhóm hydroxy này nó có khả năng liên kết tạo thành cái liên kết eten nội phân tử nha, thì nó vẫn giữ nguyên tác dụng nha, vẫn giữ nguyên tác dụng là mất tác động mineral vì gây đào thải natri. Rồi hướng tiếp theo của dexamethasone nha, là lúc này nha, lúc này hoạt tính kháng viêm của nó tăng lên rất cao nha, hoạt tính kháng viêm của nó tăng lên rất cao, vì sao? Vì nó vừa có gì, vừa có nối đôi, vừa có chlor, và tại vị trí carbon số 16 chúng ta gắn thêm một nhóm metin, thì cái nhóm metin này vai trò của nó là gì, nó không phải là nó, ngoài cái việc mà nó không phải là gây đào thải natri đâu em, mà cái nhóm metin này nè nó sẽ làm bền hóa cái chuỗi beta ceton trong quá trình chuyển hóa, nên nó sẽ làm cho cái dexamethasone này bền hơn các cái corticoid khác. Và khi nó bền hơn thì sao? Tác động của nó sẽ kéo dài hơn so với các cái corticoid khác, được chưa em? Và cái nhóm metin này nó cũng làm giảm tác động mineral, nhưng mà nó không làm mất luôn đâu em, nó chỉ làm giảm thôi. Thì ở liều điều trị là gần như chúng ta không thấy cái vai trò mineral cộng liquid, nhưng chúng ta sử dụng ở liều cao thì nó sẽ bắt đầu xuất hiện lại cái mineral cộng liquid, được không em? Rồi nghe chưa? Rồi đó là cái 16 ha. Rồi còn tiếp tục, cái này là ở dạng
16 alpha. Còn nếu nó chuyển thành cái nhóm là 16 beta nha, cái nhóm benzene ở vị trí 16 beta là beta methasone á, thì tác dụng của nó hoàn toàn tương tự như dexamethasone. Nó chỉ có thêm một cái ưu điểm hơn là nó ít tác dụng phụ trên dạ dày nha, ít tác dụng phụ trên dạ dày. Được chưa? Rồi, bây giờ cái hướng tiếp theo là cái paramethasone. Thì so ra với dexamethasone, paramethasone nó khác chỗ nào các em? Nó đưa cái nguyên tử clo từ vị trí số 9 về vị trí số 6 nha. Thì cái này nó sẽ làm giảm bớt cái tác dụng mất điện giải. Nó chỉ gây mất nhẹ natri thôi, gần như là không mất kali nha, giảm bớt tác dụng phụ mất điện giải. Rồi, tiếp tục B-chloramethasone. Thì lúc này chúng ta thay cái clo bằng clo. Nhưng mà so ra về hiệu lực đó các em, cái clo hiệu lực nó không có mạnh bằng clo. Nên cái B-chloramethasone này thường là nó không có tác dụng toàn thân ở điều trị, mà chúng ta chỉ sử dụng với mục đích là gì? Điều trị tại chỗ nha. Bởi vì hoạt tính của nó không cao bằng cái dạng clo. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là gì? Gắn đi flo, một cái flo ở vị trí số 9, một cái flo ở vị trí số 6. Thì thực chất gắn thêm một cái flo vào vị trí số 6 khi số 9 đã có rồi á, thì nó cũng không làm tăng hoạt tính kháng viêm lên bao nhiêu. Cái này nó chỉ có vai trò trung bình thôi, hoạt tính trung bình thôi nha. Rồi, và thường thì chúng ta cũng chỉ sử dụng bằng đường tại chỗ. Được chưa? Rồi, cái tiếp theo là chúng ta biến đổi trên gặp con số 21, thay nhóm hydroxy bằng nhóm clo nha. Thay nhóm hydroxy bằng nhóm clo, chúng ta có clo betasol thì cái tác động kháng viêm của nó mạnh nha. Nhưng mà thường là tác động kháng viêm của nó mạnh quá nên chúng ta cũng chỉ sử dụng bằng đường tại chỗ thôi nha. Rồi, còn một cái dạng nữa là cái dạng bán tổng hợp có cấu trúc đặc biệt. Đặc biệt là sao? Là lúc này nó sẽ ngưng tụ thêm với một cái dị vòng. Ví dụ cortisone là nó sẽ ghép vòng pyrazone vào vòng A. Và khi ghép vòng pyrazone vào vòng A thì sao? Tác động corticoid nó tăng lên 60 lần nha. Nên cái này có tác động cực kỳ tốt, tác động kháng viêm cực kỳ tốt. Và thường là người ta cũng sử dụng trong điều trị viêm khớp nè. Và người ta sử dụng một cái dạng mà tiêm thẳng vào khớp luôn nha. Tiêm thẳng vào khớp và một cái màng bao quanh khớp nha, tác động kháng viêm cực kỳ tốt. Rồi, cái thứ hai là deflazacort. Thì cái này cũng tương tự là nó gắn với lại một cái vòng đặc biệt trên cái vòng A. Nhưng lúc này nó không gắn vòng pyrazone nữa mà nó gắn vòng oxazone. Thì tác động kháng viêm của nó sẽ tương đương với prednisolone. Nhưng ngoài ra nó còn có một cái tác động là ức chế miễn dịch. Và cái này nó dùng bằng đường uống để điều trị hen suyễn ha. Thì đây là tất cả những cái mà khi nãy giờ mình đã nói. Đây là cái bảng tóm tắt những cái vị trí mà chúng ta biến đổi cấu trúc thì nó có thể làm thay đổi hoạt tính. Ví dụ đầu tiên là nhóm gì? Là cái nối đôi ở vị trí số 1-2 thì nó sẽ làm tăng tác động glucocorticoid, có giảm mineral nhưng giảm không kháng thể. Cái thứ hai là khi chúng ta gắn nhóm benzin vào vị trí carbon số 6 thì lúc này nó làm tăng hoạt tính glucocorticoid giống với liên kết đôi 1-2, nhưng mà nó sẽ làm giảm rõ. Đúng rồi, là giảm rõ hoạt tính mineral. Cái thứ ba là gắn halogen vào vị trí số 9 hoặc là số 6. Thì nếu gắn halogen vào vị trí số 9, nó có làm tăng cái hoạt tính glucocorticoid, nhưng bù lại hoạt tính mineral cũng tăng cao. Nên là nếu đã có halogen ở vị trí số 9 thì bắt buộc tại vị trí số 16 mình phải đưa vào những nhóm thế nó có khả năng là tăng đào thải natri để giảm hoạt tính mineral. Được chưa? Thì đó là vị trí của số 16. Thì số 16 là hydroxy là làm tăng đào thải natri. Còn cái nhóm benzin là nó sẽ làm cho cái cấu trúc của corticoid của chúng ta trở nên bền hơn. Nên là thời gian tác động nó sẽ kéo dài hơn. Còn nhóm hydroxy ở vị trí số 11 thì mình biết rồi, nó muốn có tác dụng là kháng viêm bằng đường dùng trong thì chắc chắn nó phải là nhóm hydroxy. Được chưa? Rồi còn nhóm hydroxy ở vị trí số 17 thì đưa thêm hydroxy vào nó sẽ làm tăng tác dụng kháng viêm ha. Và đồng thời cái nhóm hydroxy ở vị
chế số 17 này nó còn là tăng tác động trên khớp nha, tăng tác động kháng viêm trên khớp. Thì đây là cái bảng so sánh các cái glucocorticoid. Thì mình thấy nè, những cái glucocorticoid tác động kéo dài cũng như là tại vị trí cặp bo số 16 nó phải có nhóm thế. Được chưa? Thì tương tác thuốc này nó chuyển hóa tại gan, nên khi phối hợp với những thuốc mà làm ức chế hay cảm ứng men gan nó có thể làm thay đổi nồng độ của thuốc, nên mình phải chú ý. Còn đây là cái tác dụng phụ cái hội chứng Cushing này nha, đây là hình ảnh của cái hội chứng Cushing. Rồi, cái hiện tượng ức chế trục ký đồ tuyến yên cực thận, thì cái này khi nãy cô đã giải thích rồi nha. Thì cái này là giải thích là chúng ta uống dưới 2 tuần thì chúng ta có thể giảm, chúng ta có thể dừng bất kỳ nữa nào, còn uống trên 2 tuần thì phải giảm liều từ từ và phải theo dõi ha. Rồi, còn cái này là để giải thích là chúng ta chỉ uống thuốc một lần một ngày thôi vào buổi sáng nha. Rồi, học môn sinh dục, thuốc tránh thai, cái này rất là dễ về nhà đọc thêm, nhà về nhà từ đọc, nhưng mà trong khi có nha, nhưng mà đọc thôi ha.